Xin chào cả nhà. Ngày mới chúc cả nhà vui vẻ, sức khỏe, an lành, công việc thành công. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một video chùa Minh Sơn. Chùa Minh Sơn là tổ đình Minh Sơn là ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Mời các bạn khám phá trải nghiệm cùng mình. Đây là cái cổng vào chùa đầu tiên các bạn. Ở đây phong cảnh rất là đẹp các bạn, cây xanh rất là nhiều. Và nó ở bên cái hòn núi Chấp Chài rất là cao của thành phố Tuy Hòa này các bạn. Hòn núi đây rất là đẹp, nổi tiếng các bạn. Xa xa đằng kia là có cái tượng Ngài Hộ Pháp và tượng Phật Di Lặc các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên phải có Ngài Hộ Pháp, bên trái cũng có Ngài Hộ Pháp các bạn, chính giữa là tượng Phật Di Lặc, và trên kia là cái tổ đình. Giờ mình quay trở lại, mình xuống mình quay chỗ đây các bạn. Chỗ đây là cái kia giống cái bên Ấn Độ giống các bạn. Đây chỗ chắc Đức Phật đang sanh đi trên mấy cái tòa sen này. Bảy búp sen các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 các bạn. Đến nơi đây cây xanh nhiều quá các bạn. Cây xanh tự nhiên các bạn. Chỗ đây nếu mình nói lầm mà các bạn thông cảm bỏ qua cho mình. Chỗ đây là người ta dừng lại cái chắc chỗ mà gọi là vườn Lâm Tỳ Ni, chỗ Đức Phật sanh ra này. Còn đây là Thái tử lớn lên rồi đi ấy này, đi cắt tóc, đi tìm đạo này. Còn đây là tượng đây mình không biết, tượng chắc mình nghĩ tại vì không có họ không có đỡ cái chữ đỡ mà hiếu các bạn à. Nhưng mà theo như mình nghĩ cái tượng đây giống như là cái tượng Phật mà lúc mà Ngài tu
ngày tu khô hạn quá, ngày tu khô hạn cho nên là ốm, nhìn cái ngực còn ló xương ra các bạn. Còn đây là tượng ngài đã chứng đạo, ngài chứng đạo. Trời, cây xanh tự nhiên mát mẻ quá các bạn. Cây đây tự nhiên của núi Chấp Chai mà các bạn, đá là tự nhiên đẹp. Là bánh xe chuyển Pháp Luân. Đây là tượng Đức Phật nhập Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảnh đẹp quá các bạn. Cảnh mình chỉ thấy cái lượng cây xanh á, cây xanh mà tự nhiên là nó cỡ này là thấy mình bước vào là cảm giác được đi vào khu rừng nguyên sinh vậy các bạn. Cộng với là cái nghệ thuật điêu khắc thôi, tượng Phật, tượng Hộ Pháp, kiến trúc chùa nữa, thấy nó đẹp các bạn. Rất là đẹp. Đây là chùa Minh Sơn. Còn có một cái chùa hang, nó ở tít ở trên lưng chừng núi trên các bạn. Chùa đó là gọi là chùa hang. Còn đây là chùa Minh Sơn. Hả? Chú đi chứ? Chú đi chứ? Con ở dưới này. Chú đi. Ừ. Đường sau lưng con á. Đây là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát các bạn. Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là công trình xây dựng chùa Minh Sơn các bạn, quá đẹp luôn. Chùa, cái chùa các bạn. Các bạn thấy cái chùa đẹp quá, đẹp quá. Chùa mà nó thiết kế trước à. Thiết kế chùa. Thôi con ở dưới này nha. Chú đi. Giờ mình đi lên chùa hang các bạn. Lên chùa hang. Đi nghe thằng em ở sớm các bạn nói là khoảng cỡ tay rưỡi số. Ở đường đây là đi dốc lắm các bạn, bởi vì lên hòn núi á, đứng sừng à. Kêu cái chùa hang chứ mà nó chỉ có cái hang không các bạn, mà nghe nói người xưa nữa, họ cỡ lại nói cái thời đó hình như chưa có pin hay sao á,
các vị thầy hay sao ạ, khắp Bình Lạc đi, khắp Bình Lạc đi miết mà không có một các bạn. Em Ngọc đang thì mấy cái địa hình vậy em Ngọc đang đi cũng được các bạn, buộc hai đứa em Ngọc đang lại mình đi các bạn. Mấy nay mình bị nhức răng rồi các bạn, nhức răng quá, nhức răng kiệt quệ luôn. Mình không có uống thuốc, mình bệnh gì cũng không có uống thuốc các bạn, cứ đỡ tự nhiên vậy là nó hết à. Giờ quen rồi, ráng chịu vượt qua hết các bạn. Nó hành suốt đêm, sáng dậy kiệt quệ luôn các bạn. Chú à, hang à, ít người lên các bạn. Từ trường hợp là những cái ngày lỡ, ngày Tết rồi rằm rồi, cũng có khả năng họ đi. Nói chung là có những cái dịp lớn họ mới lên chùa hang, còn không là để té rồi, chắc nó đi nhưng mà cũng không nhiều. Lâu lâu đi, tại vì đi nó mệt lắm, không lắm các bạn, nó vượt núi á, vượt núi anh thử nó mệt á, ít người đi. Chào chị. Quay hả? Dạ, làm gì trên đây chị? Ở bên chùa để chích nước lên. À, chùa hang nghe hả? Dạ. Có thằng em nữa mà nó không có thấy ngõ. Thằng em nó phải ở dưới, ở dưới. Mình hai tay cầm gì không giúp được bà chị. Không xách hộ giùm mà chị. Bữa nay mình mệt quá, bữa nay đi đường bình thường vậy mà mình mệt quá, do bị nhức răng kiệt quá. Giỏi quá, hết hai bầu nước mà đi lên. Do chị ở trên đấy để sinh hoạt nó mới quen. Mình chị ở rồi đây nè. Hả? Mình chị ở đây nè. Lên trên này chưa? Hả? Bây giờ còn nghỉ hả? Ờ, nghỉ một chút ạ. Mà sao ở chỗ đây là cũng ở có. Ở đây cũng như cống tâm quan vậy. À. Còn ở đây con đi lang nữa chứ. À. Cũng như là em cánh ngay. Ồ. Đi lên chết thì xin ấy, mau đi nghỉ một chút, còn cả ai lên không? Dạ. Ai lên nhờ nó xích hai đi, mình xích đi đây. À, bây giờ đây không được cầm hai tay quay không được nè, chứ không à dùm được rồi. Ý nó có ai dưới nữa không? Không, không có, không thấy.
không có thấy nè. Dạ. Sao xe đớm sao mà? Xe ốm sao mà không thấy? Thử là chứ không cầm về quay nè, không ấy được. Chứ không mà là nãy giờ giúp đâu ạ. Mà kẹt quá, giờ cầm thì không quay được. Đi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Thôi chị đi sau nha. Muốn giúp mà giúp cũng không được, hai tay cầm quay rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Thích làm việc nghĩa lắm mà bị bí hai tay quay hai cái camera. Đứng sừng gì. Lên rất là khó các bạn. Dạ. Thì phải được, đừng có ấy xách giùm chị. Nó bị hai tay cầm mà mình đâu có giúp được. Muốn giúp còn không giúp được. Chú, hầu giờ mới đi. Đâu? Dạ, ở Phú Điền kia à. Dạ, đâu có xa. Mà hầu giờ không có đi. Nghe nói chùa hang nha, đâu có đi đâu. Mấy ông đi shipper, mấy ông có quay mà. Có chứ, mấy ông đi miết rồi chứ. Thấy mấy ông đang quay rồi đang lên miết á. Chù, hôm nay đi lên núi Chấp Dài bữa. Cho biết, lần đầu tiên được đi lên chùa hang. Rất mệt mà rất hấp dẫn. Leo núi cũng đã. Ở đây nó có một cái mương ha. Suối á. Nó có cái suối. Mưa mà có nước. Nó có cái hũng chắc cũng ít có người đi dưới đấy ha. Có chưa? Có hả? Mà ai đâu dám đi ông? Dám đi. Cứ mà. Hả? Ồ, đẹp quá. Đi ngập trước cái ngọn phí hả? Ừ. Ồ, đẹp quá. Đứng trên này nhìn xuống thấy đồng lúa người ta mới xạ xanh mà còn lót lót các bạn. Rồi bà chị đây mình không giúp được mà. Mình đâu có giúp được, cầm hai tay rồi làm sao quay phim. Mệt lắm chứ. Chù, công nhận đẹp quá. Vậy là nãy có mấy ông chắc đi vô chùa một cái tàu. Làm gì? Ủa ông vô trong thách nhang. À. Nói chị nghĩ nha. Tôi đi lên tôi quay cá. Thầy Minh Tự, ông đâu có ông ẩn tu mà. Ẩn tu rồi không có ai biết ông chỗ nào nữa đó. Ra chứ làm gì gặp ông. Dạ. Tu mà trên thế giới mà không ai chịu khổ như ông nấu mà. Đúng rồi. Tu khổ hạnh mà mức độ cao đó ít có người làm được.
Chị nay được nhiêu tuổi? Bị mấy hả? Cho. Giấy tờ bị mư, phụ quan chị. Hai gì ta? À. Em biết chị cũng tuổi cỡ đấy á. Mình thử tôi biết tôi kêu chị á. À, tôi làm quá nó da. Thì em 58. Em 58 thì chị lớn em mười mấy tuổi gì đâu. Mười. Cao lắm á thì 15 tuổi. kêu chị rồi cho nó trẻ chứ. Cho lớn 15 tuổi kêu thím kêu gì rồi nó già sao. Cái mình đi có hôm nào mình thấy rắn không cô cha chị? Rắn không hả? Rắn chút chút à, có. Rắn chút chút có hả? Còn rắn bự không không thấy hả? Ồ. Từ rinh hàng hồ có ông rinh không? Ồ. Ồ. Vậy mà mình thôi vô ông mưu. Con sợ ông ấy à. Ông bò lên thang vậy mà. Mình ép cái nhang cái từ ông bò lên. Cảm ơn. Ớ chị dạ. Rất hay trên điều. Cái đuôi. Ông. Yeah. Con ông có 4-5 ký nè. Ui trời trời. Dài. Để muôn có mông. Ôi giời ơi. Thì ớn thấy vợ chết xíu quá. Xíu gì hồng tư. Ở bên đêm cũng rớt xuống mà. Nghe cỡ ớn lạnh. Đi mấy cái làm lúa. Xả ruộng đồ đi. Không có rảnh dụng luôn rồi. Không có biết gì. Ở trên đó còn người hay có mình chị ấy? Ừ, nó đi vậy còn ở con mình tôi. À. Bằng đêm ở luôn hả? Hay bằng ngày chứ? Bằng ngày. Ở, bộ cơ. Làm ruộng ở xuống làm. Bằng đêm có bữa ở bằng không? Chỗ ở này tu an lạc á. Cảm ơn. Điện năng lượng à. Điện á. Điện năng lượng ở trên đây điện kia làm gì có. Điện đâu bé. Điện kia, điện không có bé. Tới cái nơi rồi nè. Tới rồi. Cái chùa hang nghe nói cái chùa hang nó bị lấp rồi hả? Trời ơi. 70 mấy tuổi mà nhà quê thấy da. Dạ. Đây ở đây hả? Chỗ ở cái hòn đá đây mình ở hòn đá đây thì nó đâu có ấy đâu. Qua bên kia. Hả? Đi qua bên. Qua bữa nữa nè. Ồ đi trong cái hòn đá đây. Có cái máy. Nó thấy đẹp ghê các bạn chỗ có ấy. Đẹp ghê đẹp các bạn. Công nhận hay. Chào hai cô gái. Ở đây chỗ. Ở đây ngó lý tưởng nhé. Nhìn hòn đá đây thì cũng thấy đủ mơ rồi. Không giỏi cho bà quậy. Lệ da mà lên đi nóng. Cô chút cay trên nước nữa như ấy kìa. Đây cũng tân ca. Ồ, nhìn lại hòn đá đây đẹp vừa. Hòn đá này. Nó quá đẹp. Quen chứ cái gì bằng cái quen á. Tụi chéo quá nè. Dạ. Tụi chéo quá nè. Dạ. Ở phố vậy. Phố là phường mấy? Dạ phường Mỹ. Phường Mỹ. Thường lên đây không hay là dạ, lâu lâu hả? Dạ. Lần đây là lần đây, lần đây là lần thứ mấy lên được đây? Hồi còn con gái nữa thì có
Lập gia đình chưa? Dạ. Đi xong ruộng xã mà đi cho vui con cái rồi cười đi. Cảm ơn nha, vậy nha. Biết đạo Phật lâu chưa? Lâu. Cũng như là có Phật tử chưa? Đại hái rồi có. Nếu mà đạo Phật á lợi ích lớn lắm. Nếu mà mình may mắn mình gặp được đạo Phật á là nó mang lại cái an lạc, cái hạnh phúc lớn lắm. Phật tử chùa Két á. Mình không có đạo hoặc là mình ở cái đạo khác á, không phải đạo nào nó cũng như đạo nào đâu nha, nó khác nhau hết á. Cái cách tu nó khác nhau, cái thành quả của nó khác nhau. Như chiếc xe thì không thở, nó cũng là phương tiện để đi đứng đến cái đích của mình cần đi đến, nhưng mà làm sao nó bằng chiếc máy bay. Tàu thí cũng vậy chứ. Rồi đi tàu lứa cũng vậy chứ, làm món khác ấy, xe khác. Cảm ơn mấy chị nha. Tắt con cái rồi. Mình đến chùa Hang rồi các bạn. Nhìn phong cảnh nơi đây rất phù hợp cho người tu học, tu tập các bạn. Người thiền mà. Người thiền mà y kèo luôn. Phòng đá các bạn. Rất là to mà. Nó như cái mái nhà. Rồi những Phật tử họ sinh hoạt đây các bạn. Đây là mình xin chia sẻ với các bạn. Cái chùa, nó có tên chùa Hang là lý do cái hang đây các bạn. Cái hang này là ngày xưa, nghe nói quý thầy, mẹ mình cứ lại quý thầy lâu lắm rồi. Quý thầy là thấp bình lạc, nói nhau đi hết cây này tới cây nọ, mà cũng không tới đấy các bạn. Cuối cùng họ lên. Cái hang này các bạn. Nó có tên chùa Hang là lý do cái hang này các bạn. Cái hang này chưa bao giờ có ai đi đến tới cái đấy của nó các bạn. Xin chia sẻ đến các bạn một cái câu chuyện nó như vậy. Ở đây là nhìn cánh nó dở tu các bạn. Quá dở tu luôn. Thầy Minh Tờ mà còn cho quay mà. Mấy chị không cho quay, mấy cháu không cho quay đâu được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỗ ở lý tưởng quá các bạn. Không có hòn đá nó to. Nó to rất là to luôn. Mấy trăm mét vuông luôn các bạn. Mà nó quằn tít qua bên kia mà ớ là không sợ mưa, sợ gió gì các bạn. Chỗ này phải nói tu rất là lý tưởng luôn các bạn. Phải nói thấy nó phù hợp với người cần tu, tu để cho chứng đạo luôn các bạn. Chân kia các bạn đẹp quá. Đây là chân núi Chấp Chài các bạn. Cũng kiểu như là nó cỡ 3% độ cao 3% của núi Chấp Chài các bạn. Đó.
Thôi video đến đây mình xin kết thúc ngay đây các bạn. Rất mong các bạn cho mình một like và một lượt đăng ký. Mình rất cảm ơn các bạn thiệt nhiều. Goodbye.